Chào mừng toàn thể quý vị các bạn, những khán thính giả yêu quý của kênh Vũ trụ quanh ta. Và ngay sau đây xin mời quý vị các bạn đến với những tin tức mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị các bạn. Vâng, thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thị xã Quảng Yên, nhiều thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là hành vi đáng báo động cho lớp trẻ hiện nay, khi coi đó là cách để thể hiện bản thân đi ngược lại với những thành tích đáng trân trọng như vô địch Olympia vừa qua. Để ngăn chặn hành vi này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và sự nhắc nhở thường xuyên của các gia đình có con em trong độ tuổi này. Tránh trường hợp cháu nó ở nhà rất ngoan. Bên cạnh đó, cũng cần sự theo dõi của nhà trường nơi các em theo học để chấm dứt hiện tượng này, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và sự bình yên của người dân thị xã. Theo thông tin từ CDC Quảng Ninh, một mẫu gộp 5 qua kết quả xét nghiệm sàng lọc thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sáng ngày 21 tháng 11 đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu gộp gồm 5 người có liên quan đến chương trình xiếc Quảng Ninh, nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021, được tổ chức tối ngày 20 tháng 11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hạ Long họp triển khai công tác truy vết nhanh khoanh vùng dịch. Trước đó, 5 người này có đi ăn uống tại nhà hàng Ngọc Lan, quán cà phê Old Town, nghỉ tại khách sạn Hạ Long Park trên địa bàn thành phố Hạ Long. Các biện pháp truy vết khoanh vùng dập dịch đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long triển khai khẩn trương. Phong tỏa quán cà phê Old Town và các địa điểm có liên quan đến các mốc dịch tễ của 5 trường hợp trên để đảm bảo các yếu tố phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người dân. Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tạm dừng tổ chức chương trình Quảng Ninh, nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt năm 2021 tối ngày 21 tháng 11. Các địa điểm có liên quan đến các mốc dịch tễ của 5 người này đã được phong tỏa. Những người làm việc tại khách sạn, nhà hàng được yêu cầu cách ly tại chỗ, lấy mẫu xét nghiệm. Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên tại quán cà phê Ôn Thao, các địa điểm có liên quan đến các mốc dịch tễ. Trong đêm, thông qua truy xuất quét mã QR, thành phố Hạ Long sẽ truy vết toàn bộ những trường hợp liên quan đến buổi biểu diễn xiếc tối ngày 20 tháng 11 và sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở trên. Tất cả những người này đều coi là F1, trước mắt cần thực hiện cách ly tại nhà và liên hệ với trạm y tế xã phường gần nhất để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Những trường hợp là công chức, viên chức, giáo viên, học sinh có liên quan sẽ tạm dừng đến nơi làm việc. Công Vinh lại gây bão mạng với động thái mới sau khi Bộ Công an rà soát tiền từ thiện. Tối ngày 20 tháng 11 trên trang cá nhân, Công Vinh, chồng của ca sĩ Thủy Tiên, gây chú ý khi chia sẻ bài đăng mới. Cụ thể, cầu thủ xứ Nghệ đăng tải hình ảnh trên sân golf cùng cảm giác đặc biệt, cầu vồng và anh đẹp trai. Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái của Công Vinh nhận về hàng chục nghìn tương tác, bình luận và chia sẻ. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp đến gia đình Công Vinh, có nhiều người để lại bình luận bày tỏ thắc mắc về vụ kiện tụng mà hai vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên tuyên bố sau khi công khai sao kê. Tuy nhiên, cựu cầu thủ vẫn giữ im lặng, không trả lời bất cứ thắc mắc nào. Sau khi công khai sao kê tiền từ thiện vào giữa tháng 9, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên trở nên kín tiếng trên mạng xã hội. Cả hai hạn chế đăng tải hình ảnh mới hay tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Mãi đến ngày 2 tháng 11, Thủy Tiên mới chia sẻ về bữa tối đơn giản được ông xã và con gái chuẩn bị. Đến ngày 7 tháng 11, Công Vinh cũng có động thái đầu tiên sau gần 2 tháng im ắng. Theo đó, anh chia sẻ loạt ảnh được bà xã cắt tóc, cầu thủ xứ Nghệ dành lời khen cho bà xã, thợ chuẩn. Những động thái của Công Vinh và bà xã cho thấy cả hai đều giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ với cuộc sống hiện tại, khác xa những đồn đoán trên mạng xã hội. Vào giữa tháng 9, cả hai livestream công khai sao kê tiền từ thiện. Sau đó, công bố 18.000 trang sao kê số tiền hơn 177 tỷ đồng nhưng vẫn vướng nhiều tranh cãi. Cả hai nhận về không ít chỉ trích và những lời đồn ác ý như bị ghép ảnh, bắt lên đồn công an nhiều lần. Chia sẻ về lùm xùm liên quan đến từ thiện, Công Vinh từng nói trong một lần livestream: "Chuyện từ thiện là xuất phát từ cái tâm, chúng tôi thay mặt mọi người để đi ủng hộ. Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ đồng bào miền Trung. Chúng tôi để có được như ngày hôm nay đã phải trải qua mồ hôi, nước mắt mới có được sự nghiệp nên không thể vì cái chuyện Thủy Tiên đi làm từ thiện. Nhiều người nói chúng tôi ăn chặn, chửi bố mẹ, con gái chúng tôi không ra gì, kể cả phá nồi cơm của chúng tôi. Lần này chúng tôi lên tiếng vì không thể ngồi yên để bị chà đạp." Anh còn cho biết bà xã Thủy Tiên muốn giải nghệ khi liên tục bị một bộ phận dân mạng công kích, chửi bới và phá cả đối tác, nhãn hàng quảng cáo. Công Vinh đã mời luật sư
và chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cần thiết để giải quyết vụ việc. Trong khi đó, Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra, phối hợp với chính quyền các tỉnh miền Trung, xác minh các vụ việc liên quan đến từ thiện năm 2020 và ra văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong và ngoài nước phối hợp để rà soát tài khoản của Thủy Tiên với mục đích xác minh thông tin phản ánh về việc quyên góp từ thiện. Đến chiều ngày 10 tháng 11 vừa qua, trong buổi trả lời ý kiến của đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có chia sẻ mới nhất về vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Theo ông Tô Lâm, sau quá trình rà soát ở các địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của những công dân liên quan tới việc biển thủ tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận phân loại 6 đơn tố giác này. Hiện Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý kiểm tra, xác minh các nguồn tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động từ thiện. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế cũng phối hợp để xác minh làm rõ số tiền các nghệ sĩ đã cứu trợ ở địa phương. Những cá nhân, tổ chức có liên quan được mời làm việc cung cấp thông tin để sớm có kết quả, kết luận cuối cùng. Một câu nói của bà Hiền đã gợi mở hướng điều tra mới. Theo tướng Hồng, có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân, bà Hiền có khóc và buột miệng nói rằng con chết trong vinh dự. Chính câu nói đó đã khiến cho Thiếu tướng Sùng A Hồng nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao cho các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân. Nói về hai lần khai quật tử thi nạn nhân, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật tử thi nạn nhân Cao Mỹ Đê. Trong quá trình khai quật tử thi, lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý, đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, tình cảm gia đình nạn nhân. Tuy là để phục vụ mục đích điều tra, nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thường yếu tố tâm linh và đạo đức con người. Điều này được thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ phía người đã khuất. Như vụ án này, dù trải qua 10 ngày chôn cất trong điều kiện môi trường đất ngập nước, mưa lạnh liên miên như vậy, nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi, tướng Hồng chia sẻ. Thiếu tướng Sùng A Hồng kết luận, cái chết oan ức và tức tưởi của nạn nhân Cao Mỹ Đê cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, dư âm của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia vẫn còn đó, đặc biệt với người Quảng Yên, Quảng Ninh. Những điều chưa biết về quán quân Olympia Hoàng Khánh. Với chiến thắng của Nguyễn Hoàng Khánh trong trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Quảng Ninh đã trở thành tỉnh có nhiều thí sinh giành ngôi vô địch Olympia nhất. Đằng sau vinh quang này là cả một quá trình nỗ lực học tập của cậu học sinh trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Quán quân Nguyễn Hoàng Khánh là con lớn trong gia đình có mẹ là giảng viên trường đại học Hạ Long và bố là kỹ sư xây dựng. Hoàng Khánh biết chữ khá sớm, từ năm 4 tuổi, Khánh chỉ mất 7 đến 8 giây để đọc một trang tin tức. Từ nhỏ, Hoàng Khánh đã hứng thú việc tìm hiểu kiến thức mọi lúc mọi nơi, luôn nỗ lực tự học tự rèn luyện. Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Giang, hiệu phó trường Đại học Hạ Long, mẹ của Nguyễn Hoàng Khánh chia sẻ: "Khánh từ nhỏ đã rất thích đọc sách, đi đến đâu cũng chỉ muốn bố mẹ, người thân tặng quà là sách. Cháu thích sưu tầm sách và đọc sách." Chị Giang kể, Khánh có một tủ sách lớn có thể coi là một thư viện nhỏ trong nhà. Hàng ngày, ngoài học kiến thức phổ thông, Khánh dành thời gian nhất định để đọc sách, đọc báo, nắm bắt thông tin. Bên cạnh đó, Khánh học tiếng Anh từ nhỏ nên thường xuyên tìm hiểu kiến thức từ các sách báo nước ngoài. Trong suốt 12 năm học phổ thông, Khánh luôn là học sinh giỏi toàn diện và đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh. Khánh cũng là học sinh giỏi toàn trường, từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi như giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2020, giải nhất học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, giải nhất môn hóa học cấp trường, vân vân. Thạc sĩ Bùi Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên cho biết, nhà trường rất tự hào vì có những học sinh xuất sắc như em Khánh. Ngoài việc giáo dục toàn diện thì việc giáo dục để các em học sinh phát huy được năng lực của mình, đặc biệt là các em tìm được những mục tiêu phấn đấu, tự tin để đi tiếp những mục tiêu của mình là điều quan trọng. Chúng tôi bắt đầu từ những em học sinh có những năng lực chuyên biệt như Khánh hay những em học sinh khác, chúng tôi đều hỗ trợ tối đa để các em có thể thực hiện được đam mê của mình.
sau chiến thắng tại vòng thi tuần cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2021 với kỷ lục trả lời đúng 17 câu hỏi, phần thi khởi động trong vòng 60 giây. Nguyễn Hoàng Khánh tiếp tục thể hiện sự xuất sắc ở vòng thi tháng, đặc biệt là vòng thi quý với tổng điểm là 375. Tại vòng chung kết, Hoàng Khánh trở thành nhà vô địch với 315 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên trường Trung học phổ thông Bạch Đằng giành được danh hiệu này. Ý nghĩa lớn hơn, tỉnh Quảng Ninh tới nay là tỉnh đầu tiên có 3 nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia. Chị Hoàng Thị Thu Giang chia sẻ, ở nhà, Khánh là người có trách nhiệm với gia đình, là người có bản lĩnh. Trong một số việc, Khánh còn là người là điểm tựa tinh thần của cả nhà. Ngoài việc học tập của mình, Khánh còn rất quan tâm đến việc học hành của em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Công an tỉnh Hải Dương đang truy tìm chiếc xe ô tô va chạm với xe máy khiến một phụ nữ tử vong vào đầu giờ sáng ở ngã tư Cầu Neo Mới. Sáng ngày 22 tháng 11, đại diện đội cảnh sát điều tra huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 27 phút ngày 22 tháng 11 tại km 13+800 quốc lộ 38B, khu vực ngã tư Cầu Neo Mới đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một ô tô và một xe máy do chị TTN sinh năm 90, trú tại Hồng Phong, Thanh Miện điều khiển đi theo hướng xã Ngũ Hùng đi Tứ Cường. Hậu quả của vụ tai nạn khiến chị N tử vong tại chỗ, xe máy ở hiện trường bị hư hỏng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc ô tô đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông huyện Thanh Miện nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân luồng giao thông truy tìm chiếc ô tô. Được biết, do vụ việc xảy ra vào sáng sớm, đoạn đường này vắng nên vẫn chưa xác định được chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn. Xin mời quý vị các bạn đến với nội dung tiếp theo. Bị ghen tuông, vợ ra tay sát hại người chồng khuyết tật trong đêm. Trong đêm tối, Ngân đã ra tay sát hại người chồng khuyết tật của mình. Khi nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Ngày 21 tháng 11, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ngân sinh năm 1974, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn về tội giết người. Nạn nhân của Ngân không ai khác chính là người chồng bao năm đầu ấp tay gối bên nhau, anh Đinh Hữu Lở sinh năm 1972. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 11, người dân xóm 1, xã Nam Lĩnh nghe tiếng la hét thất thanh phía phát ra từ nhà anh Lở, nên vội vàng chạy đến. Khi đến xem, người dân phát hiện người anh L bị thương chảy nhiều máu nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân L đã tử vong. Được biết, anh L là người khuyết tật bị câm điếc bẩm sinh. Hoàng Thị Ngân trước đó từng có một đời chồng. Sau khi bỏ chồng, Ngân nên duyên với anh L và sinh được hai người con, trong đó một người con cũng bị khuyết tật. Xóm trưởng xóm 1 xã Nam Lĩnh cho biết, trước đó nhiều lần anh L có ghen tuông vì nghi ngờ Ngân có quan hệ ngoài luồng. Hơn một tháng trước, anh L phát hiện sự việc nên có đập phá đồ đạc trong nhà. Và ngay sau đây xin mời quý vị các bạn cùng đến với những tin tức tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, thật đau lòng. Con trai chạy theo xe ô tô của mẹ và bị cán trúng tử vong. Sự việc hiện đang được Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũng như các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra và làm rõ. Vào sáng ngày 21 tháng 11, vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đoạn đường đối diện Viện Gang Thép, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và được camera an ninh ghi lại. Theo đó, một phụ nữ khi lên xe ô tô lái xe rời đi thì có một bé chạy theo bám vào cửa. Tuy nhiên, do cháu bé liên tục chạy về phía trước đầu ô tô nên đã bị cán trúng khiến cháu tử vong. Được biết, nữ tài xế và bé trai là hai mẹ con đi mua đồ trước cửa hàng tạp hóa. Khi xuống đường, người mẹ không hề hay biết con trai cũng mở cửa theo nên đã nổ máy lăn bánh rời đi, còn đứa trẻ đứng bên ngoài đu bám vào cánh cửa. Trao đổi với tờ Nhịp Sống Việt, chỉ huy công an thành phố Thái Nguyên cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Khi đoạn video kia được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi của bé trai trước bánh ô tô. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh cho các phụ huynh lơ là trong việc trông chừng. Vâng, kính thưa quý vị, những khán thính giả yêu quý của kênh Vũ Trụ Quanh Ta, xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi, ủng hộ và quan tâm tới kênh Vũ Trụ Quanh Ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những bản tin tiếp theo. Vũ Trụ Quanh Ta, kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất.
những sự kiện nổi bật của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều. Liên tục các bản tin tổng hợp với MC Tuân Lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo Hổ quý vị, kính mong quý vị hãy đăng ký kênh, cho một nút thích, chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn.